Hai cách để kết nối Wi-Fi trên máy PES A920. Cách 1. Mở một cài đặt. Nhập mật khẩu admin. Mật khẩu là PES 9876 A+A+. Sau khi nhập mật khẩu, chọn OK. Tiếp theo, nhấn chọn Wi-Fi. Chọn địa chỉ Wi-Fi mà anh chị muốn kết nối. Nhập mật khẩu Wi-Fi rồi bấm Connect. Đợi vài giây để máy PES A920 kết nối với Wi-Fi. Cách 2. Vuốt xuống để mở bảng điều khiển nhanh. Nhấn chọn biểu tượng Wi-Fi. Chọn địa chỉ mạng mà anh chị muốn kết nối. Nhập mật khẩu cho Wi-Fi. Chọn Connect. Chờ vài giây để thiết bị kết nối với mạng nữa là xong. Nếu có thắc mắc gì, anh chị đừng ngại liên hệ với các bạn sales rep setup cho anh chị để được hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn anh chị đã xem hết video.